Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Thư, người biên hòa Đồng Nai, hiện đang sống ở Papua New Guinea. Hôm nay là chủ nhật, là tuần thứ 3 sau 2 tuần mà mình bị bệnh vật vã và phải nằm ở nhà. Hôm nay thì cũng giống như những ngày chủ nhật bình thường, vợ chồng mình thức dậy rồi mình quyết định là đi ra ngoài đi ăn, rồi đi shopping. Nhưng mà hôm nay có một điều rất là mới lạ trong cái việc shopping của hai vợ chồng mình, đó là mình đi shopping mua thức ăn cho nguyên tuần ha, ở cái siêu thị Waterfront. Đây là một cái siêu thị mà nằm ở dọc cái bờ biển và là nơi mà bán thịt ngon nhất trong số những cái siêu thị ở Papua này. Và cái điều mà mình nói đặc biệt là hôm nay là mình mua thức ăn nguyên tuần nhưng mà mình chỉ trả khoảng 250 kina, tương đương với lại 83 đô la. Thì đây là lần đầu tiên mà vợ chồng mình đi mua sắm thức ăn cho cả tuần với một cái mức giá rất là ít tiền như vậy, là do là mình đã quyết định là có một số thay đổi trong cái việc mua thức ăn hàng ngày. Thay vì là những cái lần mà thường thường mình đi mua thức ăn thì mình cứ lấy một cái phần rau củ mà người ta đã bắt sẵn ở trong cái hộp. Thì thông thường á, chẳng hạn như là các bạn mua một cái gói, một cái bắt cái kêu là cái gì ta, ớt chuông ha, thì nó sẽ có 4 trái, thì 4 trái rất là to và cái giá là khoảng trên dưới 20 kina. Nhưng mà hôm nay á, là mình chỉ không có lấy một cái phần gói sẵn như vậy. Mình chỉ lấy một cái bịch ni lông và mình chỉ lấy hai trái ớt thôi. Thì với cái mỗi cái phần rau củ á, mà mình chỉ lấy một cái bọc ni lông và mình bỏ vừa đủ cái số lượng mà mình sẽ nấu á, thì sau khi thì cho 7 phần rau củ á, thì mình đã cắt giảm rất là nhiều cái số tiền mà so với lại cái mức giá mà nếu mà mình lấy nguyên một cái phần mà đóng sẵn. Cho nên hôm nay á, là mặc dù là phải mua rau củ nè, mua thịt nè, rồi mua cả những cái đồ linh tinh cho con gái, và mua cả 2 kg xà bông giặt, rồi mua cả cái dầu gội đầu cho mình khoảng 20 kina. Nhưng mà tụi mình đã trả cái mức thấp hơn gần phân nửa so với những cái kỳ mà đi shopping bình thường. Thì cái này nó cũng bắt đầu từ cái việc mà mình nấu ăn trong cái thời gian mà mình bị bệnh mấy bạn. Tại vì trong cái thời điểm mà mình bị bệnh thì mình không có cảm thấy thèm ăn nè, rồi mình không có cái cảm giác là muốn ăn nhiều, rồi mình đã không có nấu nhiều thức ăn. Cho nên đó là nếu như mà mua những cái phần thức ăn mà đóng sẵn như vậy á, thì á, nó mình sẽ không có thời gian nấu á, thì mình chỉ là thì mình sẽ thì nó sẽ bị hư và mình sẽ bỏ, thì nó rất là phí. Thì cho nên hôm nay mình nói với chồng mình đó là anh ơi, vợ chồng mình chỉ có 2 người à, rồi á, hả anh á thì kêu á là nấu vừa đủ ăn. Mà bây giờ em cũng nhận thấy là không có tốt nếu như mà mình nấu cho hết, mình tránh cái việc hư á, rồi mình phải nấu cho hết, rồi mình phải chừa phần lại đó, rồi cái phần mà mình không có kịp nấu thì chưa hết một tuần thì nó đã hư rồi. Cho nên là mình ăn bao nhiêu thì mình mua bao nhiêu thôi. Thì cho nên hôm nay thì tụi mình đã không có lười biếng để mà lấy cái bọc xốp rồi lựa chọn đủ cái phần rau củ, thì tụi mình đã cắt giảm được gần phân nửa cái mức mà mình so với cái mức mà mình phải trả trong những cái kỳ mà shopping lần trước. Cho nên thay vì là những cái lần mà shopping lần trước thì tụi mình phải trả khoảng hơn 400 kina, khoảng gần 200 đô cho một tuần thức ăn, thì hôm nay tụi mình chỉ trả 83 đô la thôi cho một cái lần shopping. Thực sự là mình nghĩ đây sẽ là một cái cách tiết kiệm vô cùng hay.
Cho nên hôm nay mình cũng làm cái video này để share, để chia sẻ với các bạn, đó là mình đi siêu thị thì thay vì mình chọn mua, nếu mà gia đình của mình chỉ có 2 người hoặc 3 người thì thay vì chọn mua một cái phần mà rau củ đóng gói sẵn thì thôi mình hãy lấy một cái bịch xốp và mình lấy vừa đủ cái lượng mình nấu trong vòng 1 tuần ha, vừa đủ nấu cho một cái bữa ăn của mình đó, thì cái việc bảo quản thức ăn nó sẽ dễ dàng hơn, nó sẽ thức ăn của mình nó sẽ chất lượng hơn, rồi mình cũng sẽ tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho cái việc ăn uống hàng ngày. Peace. Có một số chia sẻ, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Đi, say hi, say bye đi.